bạn ơi, nghỉ dịch Covid ở nhà, không được đến trường, chúng mình có nhớ cô, nhớ các bạn không? Để nhanh được đến trường, được gặp cô, được vui chơi cùng các bạn, thì chúng mình phải cố gắng thực hiện cách ly và áp dụng một số biện pháp phòng dịch thật tốt nhé. Chúng mình đã biết phải làm gì chưa? Nghe câu chuyện bé chống dịch sau đây để biết bạn Trúc An và bạn Bảo Châu đã làm gì nhé. Cả tuần nay chống dịch, phải nghỉ học không được đến trường. Trúc An buồn lắm. Thấy thế, mẹ Trúc An liền hỏi: "Con làm xong bài chưa?" "Con làm xong rồi mẹ ạ." "Ê, con chơi xếp hình đi." "Con chơi rồi, nhưng mà chán lắm mẹ ạ. Cứ chơi là con nhớ đến các bạn. Con nhớ Bảo Trân." "Ồ, nhưng bây giờ đang lúc dịch dã thế này, nhớ thì cũng làm sao mà gặp được các bạn con. Mình đang phải giữ khoảng cách mà." "Nhưng sao phải giữ khoảng cách à mẹ?" "Ừ, phải giữ khoảng cách. Vì con virus này nó lây theo đường giọt bắn. Có thể từ giọt bắn của người khác nó sang mình. Mình hít phải hoặc mình vô tình đưa từ bàn tay hoặc những vật dụng khác vào, làm cho mình bị viêm đường hô hấp cấp tính, ho, sốt, nguy hiểm lắm con ạ." "Thế mình đeo khẩu trang mẹ ơi." "Ừ, đeo khẩu trang cũng là một trong những biện pháp phòng dịch tốt đấy. Nhưng con biết đeo khẩu trang như thế nào cho đúng cách chưa?" "Con biết rồi. Mình đeo khẩu trang là đeo mặt xanh ra ngoài này, mặt trắng vào phía trong này. Rồi khi đeo mình phải che kín cả mũi, cả miệng nữa. Mình cầm vào hai quai này này mẹ này. Tuyệt đối là không chạm vào mặt trong của khẩu trang nhé." "Ừ, đúng rồi. Thế khẩu trang đeo xong thì sao?" "Khẩu trang đeo xong thì mình không chạm tay vào đâu. Vì có thể cái virus nó bám ở bên ngoài khẩu trang ấy, nó sẽ vào tay mình và nó vào đường hô hấp của mình ấy. Khi tháo ra, mình chỉ cầm vào hai quai thôi mẹ ạ. Tuyệt đối không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang nhé." "Đúng rồi. Thế tháo ra thì thế nào? Bỏ nó vào đâu nhỉ?" "Bỏ ngay vào sọt rác mẹ ạ. Rồi đi rửa tay ngay nhá mẹ nhá." "Ừ, con mẹ giỏi quá. Lại nói đến rửa tay, một biện pháp không thể thiếu được trong những ngày phòng dịch này." "Đúng rồi mẹ ạ, cô giáo dạy con rồi." "Cô giáo dạy thế nào?" "Cô giáo dạy con 6 bước rửa tay ở trường nhá, con thuộc lầu luôn ấy." "Ừ, nói cho mẹ xem nào." "Bước thứ nhất là mình làm ướt hai bàn tay dưới vòi nước sạch này, cho xà phòng vào tay và xoa đều, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước thứ hai là lòng bàn tay này chà lên mu bàn tay kia và ngược lại. Bước thứ ba là chà hai lòng bàn tay vào nhau rồi miết mạnh các ngón tay, các kẽ ngón tay nhá. Bước thứ tư là chà mặt ngoài của các ngón tay của bàn tay này và bàn tay kia nhé. Bước thứ năm là chà ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước thứ sáu là chà các đầu ngón tay, chụm tay vào xong xoay vào lòng bàn tay kia, chụm tay vào để chà đầu các ngón tay vào lòng bàn tay kia và ngược lại nhé. Mỗi lần như vậy cô giáo con bảo là làm 5 lần mẹ nhé." "Con mẹ giỏi quá. Bây giờ mẹ sẽ thưởng cho con nói chuyện với bạn Bảo Châu một lúc nhé." "Ôi thích quá, thích quá. Alo Trúc An đấy à?" "Ừ, hôm nay bạn làm gì?" "Mình làm bài tập, mình chơi đồ chơi." "Bạn có rửa tay không?" "Có chứ, mình rửa tay theo cô giáo dạy ấy." "À, Mình còn giúp mẹ nhặt rau này, quét nhà này, rửa ấm chén rồi tưới cây nữa nhá. Ừ, thế bây giờ tớ đi giúp mẹ tớ nấu cơm đây. Bye bye Bảo Châu nha. Mẹ ơi, để con giúp mẹ nấu cơm. Ôi con yêu của mẹ, mẹ làm xong hết rồi. Con đi rửa tay đi để ăn cơm nào. Ôi, để mấy hôm nữa hết dịch nha. Mấy hôm nữa hết dịch, mẹ sẽ ôm con, yêu con. Và bây giờ đi rửa tay. Vâng ạ. Các bạn ơi, các bạn có biết áp dụng 5 điều bác Hồ dạy trong phòng chống dịch Covid-19 là như thế nào không? Này nhé. 1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu đất nước, thương gia đình, quan tâm sức khỏe, bạn, mình, thầy cô. 2. Học tập tốt, lao động tốt, siêng năng học tập tại nhà, siêng năng giúp mẹ, việc nhà, giản đơn. 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, đoàn kết là nhiệm vụ chung, nghe Bộ Y tế mình cùng quyết tâm. 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt, ra ngoài phải có khẩu trang, rửa tay đúng cách, hiên ngang về nhà. 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Nếu có sốt phải báo ngay, mình cùng dũng cảm, sớm ngày vượt qua. Bạn ơi, xin chớ kêu ca, cùng nhau chống dịch mới là điều hay. Vâng lời bác dạy hôm nay, ta cùng chung sức sớm ngày dịch tan.